nhà thuốc đông y Khương Trờ. Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình của Khương Trờ. Hôm nay Khương Trờ giới thiệu các bạn một thuốc cây thuốc có tên là cây lưỡi chai các bạn nhé. Quê mình rất nhiều người gọi cây này là cây lưỡi chai. Nhưng nói với các bạn là rất là nhiều người làm thuốc nhầm cây này với cây làng nàng các bạn nhé. Cây nàng nàng làm cây cũng thân gỗ như thế này nhưng nó mọc cao tầm khoảng 2-3 mét nhưng cây này không có mọc cao 2-3 mét mà chỉ có mọc cao từ 5 đến 1 mét trở lại lá thân cành mọc đối lá của nó rất là đặc biệt cuống lá sát vào thân lá nàng nàng có cuống các bạn nhé cả hai cây đều có mùi thơm nhưng cây này mùi thơm dễ chịu hơn nhưng cây này lúc băm ra và khô không bụi cây nàng nàng rất là bụi nhưng hai cây này, cây này đều là lá mọc đối nhé các bạn nhé đều là lá mọc đối nhưng cây nàng nàng thân non của nó có màu trắng nhưng cây này nó có màu tím cây lưỡi chai làm cây thuốc quý các bạn nhé quý hơn cây nàng nàng cây này cũng làm được thuốc gan cây nàng nàng cũng làm thuốc bổ làm thuốc gan làm thuốc thận nhưng cây này thì nó làm được nhiều loại thuốc ví dụ những người đẻ xong ăn uống kém gầy còm đấy toàn thân cây nàng nàng cây đế chai này về băm ra cho bệnh nhân đun uống và lá cây đế chai này các bạn nhé lấy về ai bị dị ứng nhá, đang bị dị ứng nó cứ mẩn lên như bộ nẹt hôm nay tôi giới thiệu luôn các bạn tuốt cho tôi nó mà nắm như thế này vò ra vò thật nhỏ hoặc dã ra sát vào hơ nóng sát vào cái chỗ bị dị ứng tôi nói các bạn sau 10 phút xuống luôn nhé đây là bài thuốc chữa dị ứng còn bình thường như nhà chúng tôi thì hay phối hợp để làm thuốc bổ cho người phụ nữ Dùng riêng hoặc phối hợp với vị khác Nhưng nhà làm, thường thường là tôi hay dùng riêng Bởi vì cho nó dễ uống, uống rất là thơm các bạn ạ Còn lá của nó tắm thì trong những bài thuốc của những người dao đỏ Ít người giỏi là không có cây, cây lĩa chai này các bạn nhé Cây này thì tắm được về bệnh gan, cả vàng da vàng mắt Nhưng cây nàng nàng các bạn nhé những người đẻ ra mà vàng toàn thân trẻ con ấy chạy đèn không khỏi đâu chứ các bạn lấy cho tôi cái lá cái nàng 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 khỏi còn các bạn đừng nhầm cây này với cây nàng nàng nhé rất nhiều thầy thuốc giới thiệu là cây này là cây nàng nàng vì sao các bạn nhầm quả nàng nàng nó cũng như thế này nhưng nó không màu tím sẫm như thế này nhé nó cũng có quả như thế này nó không tím sẫm lá cây nàng nàng to mà lá cây nàng nàng có cuống các bạn nhé cây này và cây nàng nàng mặt trên cây này không có lông nhưng cây nàng nàng có lông cả hai mặt các bạn nhé đây khác nhau hoàn toàn đấy nhé các bạn nhìn kỹ nhé lấy về dùng này này nhất là những bạn mà hay bị dị ứng thời tiết ý, thì nên nhìn thấy chỗ nào có cây này ý, đánh về mà trồng để mà chữa cho bản thân mình nhé không chờ xin chào tạm biệt các bạn nhé.